rất là đông. Như một cái hầm báo này với đông như vậy, xin cho tất cả mọi người chúng ta một tràng vỗ tay thật là to được không ạ? Sau khi xem bộ phim thì cảm xúc của May đó chính là rất là bất ngờ, rất là hài hước, cảm động nữa. Lâu lắm rồi Thúy Ngân mới được thưởng thức một bộ phim có tình tiết lạ, dễ thương, độc đáo và hài hước như vậy. Dễ thương, đáng yêu và đáng xem. Nên nếu mọi người cần một bộ phim mang nhiều màu sắc như là về tình cảm, về hài hước, về lãng mạn, về hành động thì đây là một bộ phim mà tôi nghĩ là các mọi người sẽ hợp với tiêu chí mọi người. Cái cảm giác mà đi ra ngoài rạp ngồi chơi chung với khán giả, nghe được cái phản ứng khán giả thì rất là vui. Cảm giác bây giờ cái tay vẫn còn lạnh, có nghĩa là chắc là giờ vui rồi vừa lo không biết là khán giả đón nhận cái vai diễn mình như thế nào, và không biết là mình có giống Nhã Phương không nữa. Và khi Ngọc xem xong thì thật sự ra là Ngọc cảm thấy rất là sảng khoái với bộ phim lần này. Thật sự là khi xem xong á thì Tú coi như là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đây là một bộ phim rất dễ thương và các bạn nên ra rạp để xem bộ phim Hoán Đổi. Vừa vừa giải trí mà vừa có ý nghĩa, cười có, cảm xúc vui có, hồi hộp nữa, hành động cũng có, bất ngờ cảnh kết. Nhớ nha mọi người, coi phải coi đến cuối. Xem bộ phim này gặp có rất là nhiều cái để bất ngờ, nhiều cảm xúc, là bởi vì bộ phim này nói về tình cảm gia đình, tình cảm trong showbiz, tình bạn bè, và có rất là nhiều thứ tình cảm ở trong đó. Và Lập nghĩ rằng là nó sẽ vô cùng bổ ích nếu như mà chúng ta bỏ thời gian ra để đến với bộ phim Quán Đổi, để chúng ta có thể nhìn lại bản thân mình, có thể sống một cuộc sống với người khác như thế nào, để hiểu những cái người mà mình yêu thương nhiều hơn.